Cô Linh, bây giờ anh Eris dắt cô Linh đi đâu? Vô uống nước mía, khoai mì đặc sản Củ Chi. Mà cô Linh nói là trời ơi mẹ ơi, uống nước mía mà xe hơi quá xe trời hơi rồi, bảo vệ rồi quá trời mà doanh thu 100 triệu luôn. Tại đậu xe hơi tôi đụng luôn. Nước mía, nước mía lại là cao. Thấp nhất VIP. Thấp nhất trong các loại nước mà xe hơi đậu. Cho nên là bây giờ mấy cô cháu sẽ đi uống để coi coi nước mía này dữ dội như cỡ nào. Dữ chưa? Mía này chắc thành tiên hay sao? Mía mà có bãi đậu xe hơi. Cảm giác như là mình đang đi cái khu du lịch nào á cô Linh. Ghê thiệt á. Ghê không ghê không? Ghê. Khoai mì. Chị ăn đi chị. Dạ. Đúng rồi, tuyệt vời luôn ạ. Mày ăn chung đi. Ăn chung dạ, đây em còn ăn người gọi ra đây. Nước mía sầu riêng và nước mía nguyên chất. Như sầu riêng hay thường? Sao cũng được. Nước mía, hai quay mì. Thật ra giá như vậy là rẻ. Nước mía thì chừng 10 ngàn một ly. Lên sao thì lên bây giờ nước mía 100 triệu thì lên thấy sao? Ngon. Nước mía sầu riêng lần đầu tiên uống. Khoai mì cũng ngon nữa. Em mày nói sầu riêng cũng ngon mà sao chị khoái sầu riêng vậy trời? À khoái sầu riêng. Rất là ghét sầu riêng. Sợ sầu riêng luôn á. Nước mía cũng ngon đúng không bé Hương? Nước mía vừa hường ngon hơn cái sầu riêng. Sầu riêng, tại vì nó có cái sầu riêng nó uống cái nước mía. Bây giờ chứ ở đây là nổi tiếng nước mía sầu riêng và khoai mì Củ Chi. Ăn khoai mì ngon quá cho nên là mua về một đống khoai mì. Đây, khoai mì Củ Chi rất là ngon. Đi uống nước mía xong xách về đóng đặc sản giống như mới đi ra khu du lịch sinh thái vậy đó. Bye bye.
dọn xong chưa nha? Mình sẽ ăn cơm với lại kho quẹ, mực và thịt luộc. Luộc cộng với rau luộc nữa, rau luộc chấm kho quẹ. Xong chưa? Cũng nhiều lắm. Đây là một phần ăn dành cho 3-4 người. 3-4 người hay là 2 người? Nhưng mà hồi cũng hết. 2 người ăn một phần ăn dành cho 3-4 người. Đây là thịt kho quẹ, cà pháo, hương chua, thịt luộc, mực xào chua ngọt. Xào chua ngọt. Còn cái này hồi nãy gọi là rau, rau tập tàn, rau tập tàn, luộc và một hố cơm nhỏ. Này đủ không? Cơm này đủ không? Dạ. Con nghĩ là đủ nha. Con nghĩ là hơi no. Ai con cũng hôm nay mới là Tuyết Nhi mới được lên sóng. Đúng không? Lần đầu mà tiên ngồi với cô Linh nữa. Lần đầu tiên Tuyết Nhi được lên sóng nha. Dạ rồi, mời cô Linh ăn. Ăn đi, ăn đi. Cô Linh quay con lại, quay lại tôi. Nhi Nhi, ăn này là phải thêm cơm, không có đủ cơm mà. Tại mấy cái món này nó tốn cơm lắm. Nhưng mà đồ ăn nghèo ăn. Nhưng mà nhiều khi ăn cái cơm nó ngon. Như cái có mấy cái này nè là ăn cơm nhiều mới được. Ừ. Cái này ai ăn gì vậy? Cô Linh ăn hết á. Nãy giờ cô Linh ăn mấy chén rồi. Con mới ăn có nhiêu đây nè. Tại ngon quá. Không phải tại đang cô Linh nó thêm thêm một hố nữa. Mười khó là tên của ai biết không? Mười khó là tên của nghệ sĩ Hà Trường Giang. Dạ. Ăn ở đây bao giờ chưa? Dạ có một lần nhưng mà không có ăn cơm, ăn có này. Đợt đó con ăn chỉ có ăn mì quảng thôi. Không nhớ hương vị có làm sao. À mì quảng. Mà bữa nay con sẽ nhớ. Bữa nay con đi với cô Linh. Con cảm ơn cô Linh đã đãi con ăn một chầu no nê. No tới sáng mai tới trưa mai. Đãi hả? Dạ tới tối về nói tiếp. Tối còn gọi cô Linh đi ra ăn khuya. Ăn cơm đậm nha bà thầy. Cái này rau xào. Thank you.
đây là những bức tường đựng hài cốt ở phía trong. Còn ở trong tầng hầm đằng đây là có nhiều lắm mà hôm nay đóng cửa. Đây là khu vực để hài cốt mới xây dựng. Đây là chị của em mới mất một năm rồi. Đây là phòng hài cốt. Phòng hài cốt của nhà của dòng chú của Thế Kỳ Đồng. Chỗ cắt cha. Đây cái bàn đã làm lễ. Nào có gì thắc mắc thì hãy liên lạc với Căn Thơ nhé. Rất hân hạnh được tiếp đón tất cả các bạn. Thank you. Bye bye.